tới cái phòng ở cho mẹ con tôi mà ông cũng không lo được nữa hay sao? Được mà. Anh chỉ tiết kiệm cho em chút thôi mà. Sữa nè mẹ. Em à, giờ mình sa sút như vậy, đem theo nó lại còn phải lo thêm một miếng ăn, hay là mình trả nó về cô nhi viện đi. Trả cái gì mà trả? Tôi mới sinh xong, con lại nó nghỉ rồi. Còn ông á thì vụng về lười biếng. Có nó tôi nhờ lặt vặt cũng đỡ. Ừ, vậy thì tùy em ha. À, lấy tả của em đem đi giặt đi. Tại vì họ xấu thôi, chứ gia đình cha mẹ nuôi của anh họ tốt lắm. Vậy là anh Bách sướng rồi. Mà anh Bách sắp về thành phố hả? Ờ, ngày mai anh phải về rồi. À, Dương nè. Dạ. Anh có quà muốn tặng em nè. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật hả? Ừ. Nè, hôm nay là sinh nhật của em mà em không nhớ sao? 16 năm nay có ai tổ chức đâu mà em nhớ. Mà sao anh Bách nhớ hay vậy? Ngày xưa cứ vào ngày này các mẹ tổ chức sinh nhật cho hai chị em của em. Dương à, em là mối tình đầu của anh, cho nên anh không thể nào mà quên được. Những ngày sống ở cô chi viện là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của em. Dương à, nếu như ba mẹ đối xử không tốt với em, em có thể bỏ đi mà. Em là cô Nhi, không thân không thích, trơ trọi với cuộc đời này thì em biết đi về đâu hả anh? Em đừng quên, bây giờ em còn có anh mà. Hay là em theo anh về thành phố đi, anh sẽ chăm sóc cho em, có được không? Để em suy nghĩ đó. Ngày mai anh sẽ về thành phố, nhưng bất cứ khi nào em cần, em cứ điện thoại cho anh. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh.